Chị thương mọi mến cho tất cả các em. Hôm qua sau khi chị đăng clip về bạn cư ma mập này thì đã có rất là nhiều bạn nói rằng: "Chị ơi, chị xin vía cho em học giỏi đi." Toàn là các bạn thân yêu của chị thôi, mà xin vía học giỏi thì là một cái gì đó không sai trái. Cho nên chị quyết định hôm nay sẽ xin giúp các em nhá. Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, ngày mai là các anh chị đi học rồi đấy. Giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được, con lắc ngang, không cầu được, lắc dọc. Nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay. Nhớ ra rồi, trước khi mà cầu cái gì á thì phải cho bạn ấy ăn uống đã. Bạn ấy rất là thích uống nước ngọt Coca-Cola, để chị mời bạn ấy uống nhé các em. Chị thấy có rất là nhiều bạn cứ mặt thon thì uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng riêng mập nhà chị thì không cần. Đó, các em thấy chưa, mập tham chưa, uống như vậy là các em học giỏi lắm đó. Uống quá trời luôn. Chị thương mọi người tất cả các em. Lúc nãy chị có đăng clip xin vía học giỏi từ bạn cư ma mập. Bạn cư ma mập nhà chị là búp bê thường nhá, không phải là búp bê ma đâu nhá các em. Cho nên là có xin thế nào cũng không được. Muốn học giỏi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là siêng học. Vì vậy hôm nay thì chị sẽ cho các em xem bảng điểm của chị để biết rằng quá trình học tập của chị như thế nào trong thời gian học đại học nhá. Đây chính là bảng điểm của chị cho 4 năm học đại học. Điểm trung bình toàn khóa của chị là 7.46 theo thang điểm số 10 nhá các em. Đối với thành tích này thì có nhiều bạn sẽ nói rằng nó chưa thực sự là tốt, nhưng mà chị đã có rất là nhiều học kỳ đạt học bổng và còn được bảo vệ khóa luận vào cuối năm thứ tư của trường đại học đấy. Cho nên thành tích này đối với khoa quốc tế khóa K35 là rất tốt rồi đấy. Chị cảm thấy rằng ông thần, bà thần nằm trong chính bản thân của chúng ta. Cho nên thay vì đi xin vía ở đâu, các em hãy tự cầu mong bản thân mình học tập thật siêng, như vậy thì sẽ đạt được kết quả tốt thôi nha. Chúc các em may mắn.